Rồi, bây giờ em sẽ hướng dẫn cho chị cái lộ trình khi bắt đầu sử dụng cái phần mềm này đến khi ra được các cái báo cáo. Được chưa? Thì đầu tiên chị sẽ vào cái danh mục vật tư này. Đấy, nếu mà chị đã có mã vật tư của chị hết rồi ấy, thì chị copy thẳng cái mã, cái tên, đơn vị tính. Đây là số lượng tồn đầu năm và giá trị tồn đầu năm. Được chưa? Nếu của chị là thương mại, tức là mua về bán thẳng, thì ở đây cái này chị mặc định cho em là 156. Khỏi nói nhiều nhá. Chỉ nghĩ là như thế, đơn giản là vậy. Xong cái phần danh mục vật tư hàng hóa rồi. Tiếp theo, nếu chị có danh sách khách hàng nhà cung cấp thì chị sẽ vào đây chị tạo cho em luôn. Được chưa? Rồi chị, đúng rồi đó. Chị tạo mã cho em luôn đây rồi đúng không? Thì đây nó sẽ có phần dư nợ dư có, cái này cũng điền chi tiết dư đầu kỳ thôi. Còn không có thì thôi. Nhá. Ờ để nó tự tính gì đi. Cái 331 này là bên bán hàng cho mình đó đúng không? Đúng rồi. Khách hàng thì chị tạo là 131, thực ra chị tạo 131 là khách hàng 001, khách hàng 002 là hay hơn là 123 như này. Nó có thêm cái ký hiệu nữa vào. Hoặc là bây giờ cái mã khách hàng chị cho đó, ví dụ Toshiba, chị ghi vậy đó. Ờ như thế thì càng hay, càng dễ nhớ. Ừ, chứ, nhưng mà 3131 gì tùm lum chị đọc, chị sợ cái mã bắt buộc phải giống bên em. Không, không chị tạo lặng yên em ví dụ như này. Ừ, cái mã chị tạo như nào cũng được. Được chưa? Nhưng mà làm sao mình dễ tìm, dễ nhớ, dễ kiểm tra. Rồi, rồi. Nhưng mà ý là em gợi ý cho chị là tạo mã khách hàng thì nên điền số 131 đằng trước để mình biết à đây là mã khách hàng. Còn mã nhà cung cấp tức là cái người mà bán hàng cho mình thì mình điền cái số 331 đằng trước để mình hiểu à đây là cái người bán hàng cho mình. Vì sau này nó sẽ có một list các cái mã, mình nếu mình không ký hiệu này mình sẽ không biết được đây là khách hàng hay nhà cung cấp. Chị hiểu không? Không, nếu mà chị nhớ thì chị cho cái đó tên được không? Được. Không, cho chị hỏi cái này chị dừng chút nha. Hồi nãy chị nhập cái danh mục vật tư á, cái tồn mà sao chị vô chị xem lại không thấy có cái tồn nào. Không xem cái tồn của mình có chính xác chứ đọc. Thế thì chị vào, chị vào số tổng hợp tồn kho đây. Được chưa? Bây giờ em sẽ kéo xuống dưới này cho chị đối chiếu xem nó đã lên hết chưa. Ví dụ giữa dòng á mình có thể chèn thêm hoặc là copy hoặc xóa gì được không? Chị chèn thêm được nhưng mà hạn chế chèn thêm đi, chị cứ xuống dưới dòng mà nhập sau nó sẽ có phần sắp xếp lại nhá, chứ đừng xóa dòng hay thêm dòng, chị cứ nhập ở dưới cho em. Rồi xong vô xong danh mục ban đầu rồi, bây giờ đến phần nhập đúng không? Thế bây giờ như này nhá, bây giờ ấy nếu mà theo cách nhập bình thường, nếu theo quy trình nhập bình thường thì sau khi chị tạo xong cái danh mục vật tư này thì chị sẽ vào cái chứng từ mua hàng hóa của em ở đây để chị nhập. Được chưa? Rồi. Chị sẽ vào chứng từ mua hàng hóa ở đây. Trên chỗ này sẽ là phần để chị điền mã khách hàng hoặc nhà cung cấp nhá. Còn nếu mà chị chưa tạo mã thì chị có thể nhấn trực tiếp vào đây để chị tạo mã mới. Được chưa? Chị điền vào đây mã này, tài khoản là ví dụ nếu mà là khách hàng thì chị điền loại 131. Còn tên thì chị điền địa chỉ các cái thông tin bên dưới này xong chị lưu lại. Được chưa? Còn nếu mà đã có mã rồi thì chị làm sao? Ví dụ ở đây chị có danh sách của chị rất là nhiều, có khi hàng trăm hàng nghìn mã, nhưng mà chị mà đi nhớ từng mã thì làm sao được. Nên là ở cái phần này nó sẽ có cái phần tìm kiếm theo tên gần nhất. Em ví dụ như chị có thể tìm kiếm theo mã số thuế, ví dụ cái công ty này đuôi là 5125 thì chị có thể gõ cái chữ 5125, đấy là nó sẽ lọc ra cho chị là cái mã nào. Như ở đây là một cái mã khách hàng này chị tạo hai lần này, đấy chị nhìn thấy chưa, cùng mã số thuế, thì sau này chị sẽ phải xóa ở bên cái danh mục khách hàng nhà cung cấp đi, nó đang bị trùng đấy nhá. Đấy, tức là cái phần nhập liệu này nó sẽ giúp chị tìm kiếm theo tên gần nhất. Chị có thể tìm kiếm theo mã số thuế hoặc là tìm kiếm theo tên, ví dụ là công ty gì đây dược phẩm thì chị có thể gõ chữ dược phẩm, đấy là nó cũng sẽ tìm ra cho chị. Chị nhìn thấy chưa? Đấy, và mình chủ thường ấy thì hay tìm theo mã số thuế vì mỗi một công ty nó chỉ có một mã số thuế thôi, còn tên thì có thể họ trùng nhau. Đấy là tìm thì muốn chị không được tạo trùng mã. Một mã khách hàng hay là một nhà cung cấp chị chỉ tạo một lần thôi. Chứ mà nếu mà đã tạo rồi thì sau cứ thế mà chọn thôi chứ đừng tạo lại nhiều lần. Được chưa? Xong cái phần chọn mã rồi, ví dụ ở trên chứng từ mua hàng em chọn mã là 331. Đấy, em giả sử em chọn cái nhà cung cấp này. Thế còn diễn giải này thì chị sẽ diễn giải cái nội dung của hóa đơn đấy ra là mua cái gì? Mua hàng theo hóa đơn số bao nhiêu đấy thì em ví dụ là như vậy. Còn chị mở cái hóa đơn ra, chị mở cái hóa đơn ra. Chị chụp cho em đó, cái hóa đơn này nè, em thấy không? Đây. Ừ, nó có cái hàng 207 nè, mà dưới đây đáng lẽ mình phải nhập từng cái, phải luôn bao gồm thuế luôn. Nãy yên chị nó cứ đợi ra được tổng số tiền.
Yên nha, chị đợi em nha. Em cứ ghi chấm thì cô thôi. Chấm thôi. Rồi ok. Room thôi. Room photo thôi. Thế hóa đơn bao nhiêu? Chưa, chị không chụp hóa đơn đúng không? Em ví dụ. Đây. Chị thôi cứ làm ví dụ. Ví dụ theo hóa đơn 001 đi. Được chưa? Ngày tháng của chị là ngày trên hóa đơn là ngày mùng 1 tháng 2. Tháng 2 năm 2022 đi. Em ví dụ, được chưa? Thì chị sang cái tab hóa đơn này để chị điền cái số hóa đơn cho em là 1 2 3 4. Đây số 1. Điền số hóa đơn. Chị, bây giờ mua hàng theo hóa đơn rồi xong rồi tới chứng từ phải qua hóa đơn ạ. À? Sang cái tab hóa đơn này để điền cái số hóa đơn đấy vào. Chị hiểu chưa? Điền số hóa đơn ấy vào. Nó còn ở bên cái tab phiếu nhập này là để mình điền cái thông tin mặt hàng mình nhập vào. Đây là xong cái phần nội dung thông tin ở bên trên rồi. Bây giờ mình đến cái phần dưới này là mình điền cái chi tiết mặt hàng mình cần nhập. Được chưa? Thế bây giờ ví dụ nếu mà chị mà chưa tạo mã đấy thì chị vào cái thêm mới vật tư này để chị tạo cho em. Đấy, còn nếu mà chị tạo rồi ấy thì chị vào chọn vật tư. Thì đầu tiên mình cứ vào chọn vật tư mình tìm xem cái tên đấy nó đã có ở trong danh sách chưa. Nếu nó chưa có thì mình vào thêm mới vật tư mình tạo. Còn nếu nó có rồi thì mình chọn luôn. Được chưa? Rồi. Ở đây tên của nó là trống gì đấy? Em ghi room trống vậy, đợi tí lên chị tìm. Thế thì chị sẽ có cái chữ linh kiện room trống đó đó. À đấy, đấy chị thấy chưa? Chị gõ cái trống phát là nó ra luôn để chị tìm chị điền luôn. Rồi. Chị không phải nhớ mã. Hiểu chưa? Rồi một cái. Thế tiếp theo là thành tiền, số lượng là bao nhiêu? Số tự lượng một cái. À số lượng là một cái à? Số lượng là một. Thành tiền ở đây là bao nhiêu? 270 mà chưa có thuế. Thế thuế là bao nhiêu phần trăm? 10%. Thế thì chị cộng luôn cái số tiền đấy cho em vào đây. Phải chị cộng luôn 270 mà cộng thêm 27.000 đúng là 297.000. Chị điền thành tiền ở đây của em cái mã này là 297.000. Được chưa? Chị nhấn ok. Cái này là chị đã thanh toán tiền luôn chưa, trả bằng tiền mặt chưa? Trả luôn. Nếu mà thanh toán bằng tiền mặt thì chị tích luôn vào đây cho em là thanh toán ngay tiền mặt. Thì khi chị nhập cái tài khoản công nợ nó sẽ mặc định ở đây tài khoản có là 111. Chị là hộ kinh doanh, chị hộ kinh doanh không cần nhớ nhiều tài khoản, nhưng mà nó mặc định này thì chị cứ ok cho em, chị hiểu đây cái tài khoản này là tiền nhá. Mình chi luôn bằng tiền. Đấy. Thực ra là nó có định khoản nhưng mà nó đã đặt gợi ý sẵn rồi. Nên chị không cần phải nhớ nhá. Rồi. Mua thêm tiếp theo. Thêm mặt hàng nữa thì chị lại chọn vật tư tiếp. Được chưa? Bây giờ em sẽ nhập để cho chị rồi xem. Ví dụ nha. Rồi ví dụ như vậy chị thấy chị đánh sai số tiền, chị lên đây sửa được không? Đây là phải đánh lại. Đây, chị cứ từ từ để em hướng dẫn chị cái này. Thì chị gõ cái chữ gạt. Đấy. Em gạt. To. Đây đúng không? Đấy, thế là chị chọn chuẩn mã luôn rồi. Tìm kiếm số rất nhanh. Số lượng là 1, thành tiền là bao nhiêu? Thành tiền là bốn mươi ngàn năm trăm. Thế em 40.500 là cộng bao gồm cả thuế rồi hả? Chưa. Cho đại đi rồi tí mình lên mình xóa được không? Rồi, ok. Rồi cứ cho đại đi, không cần chính xác. Em cho là 40.000 đi chẳng hạn, được chưa? Xong em nhấn ok. Với hộ kinh doanh của chị ấy, thì không cần phải khai thuế. Bởi vì là mình nộp thuế trực tiếp rồi, nên cái phần kể cả trên hóa đơn của chị có thuế xuất thì chị cũng vẫn cộng luôn vào cái phần thành tiền, chứ chị không phải tách ra thuế như kiểu là của doanh nghiệp ở bên này. Bởi vì là mình có được khấu trừ đâu. Dạ. À thống kê cái này phục vụ cho công việc khác, ví dụ như là đối với công ty dịch vụ hoặc công ty sản xuất thì người ta cần tính giá thành thì người ta sẽ chi tiết ở đây. Còn của chị nó là thương mại, nó đơn giản thì mình chỉ cần nhập vào đây thôi. Được chưa? Chị nhập xong chị cộng kiểm tra cái tổng tiền hàng nó khớp trên hóa đơn chưa? Nếu mà nó khớp rồi thì chị tiến hành nhấn lưu cho em. Lưu. Rồi, đã lưu dữ liệu thành công, chị nhìn thấy chưa? Lưu xong rồi nhá. Em chỉ này. Chị nghe thấy không? Nghe. Sau khi chị lưu xong cái phiếu này mà chị phát hiện ra là chị đã lưu sai mất rồi thì chị sẽ làm như thế nào? Thì nếu liên quan đến chứng từ mua hàng nhập kho thì nó sẽ có hai sổ để chị sửa.
nó sẽ vào cái sổ nhập liệu chi tiết này. Chị sửa trực tiếp cái tổng tiền ở đây cho em. Được chưa? Nó sai cái gì chị sửa trực tiếp ở trên đây cho em. Còn nếu liên quan đến chi tiết từng mặt hàng nó sai nữa, liên quan đến cả kho thì chị vào luôn cả cái sổ nhập xuất chi tiết này. Chị sửa cho em ở bên này nữa. Chị hiểu không? Thế em ví dụ như cái hóa đơn này của chị. Cái này là 40.500 cộng 10% nữa là 45.000, mà ở kia chị điền có 40.000. Thì chị phát hiện là chị đang điền bị sai. Thì chị sẽ vào cái phần nhập xuất chi tiết này. Chị sửa cho em ở cái số tiền này, nó thay vì là 40.000 lúc nãy thì mình sửa nó về cái số đúng là 45.000 ở đây. Được chưa? 45.000 và cái tổng tiền ở đây nó là 342.000. Thì chị sang cái sổ nhập, chị sang cái sổ nhập liệu chi tiết này. Sửa lại cái tổng đó đúng không? Sửa lại cái tổng là 342.000. Bây giờ quay ra nha. Bây giờ sai số nhập tồn kho. Nhập mà sai thì chị sẽ có hai sổ, một là sổ nhập liệu chi tiết để chị sửa và nhập xuất chi tiết để chị sửa. Nhập liệu chi tiết đây là tổng tiền, sửa tổng tiền ở đây. Được chưa? Còn nhập xuất chi tiết là sửa chi tiết của từng mặt hàng. Nhập xuất chi tiết. Đây là sửa chi tiết từng mặt hàng. Được chưa? Sau khi chị nhập xong nhá, thì em sẽ cho chị xem cái các sổ khác nó chạy như thế nào này. Phần mềm này nó đã được lập trình sẵn công thức rồi. Nên là chỉ cần chị nhập xong thì toàn bộ các cái sổ sách khác nó sẽ tự động chạy lên tương ứng. Em ví dụ như thế này, vừa rồi chị nhập kho đúng không? Thì bây giờ chị sẽ vào sổ tổng hợp tồn kho. Chị xem cái giá trị nhập kho nó bắt đầu nó đã hiện lên là 342.000 rồi. Chị nhìn thấy chưa? Đấy là nó đã tự động chạy lên kho cho chị rồi. Thế em ví dụ cho chị là bây giờ chị sẽ sang cái tờ khai chính, tờ khai thuế. Tờ khai thuế quý 1 dành cho hộ kinh doanh gì? Tờ khai thuế thì nó sẽ có cái phụ lục. Cái phụ lục 01-2BK. Thì trên cái 01-2BK này nó cũng sẽ thể hiện cái giá trị nhập trong kỳ của chị. Nó sẽ chạy lên luôn để chị kê khai thuế luôn. Chị nhìn thấy đây chưa? Chị nhìn thấy chưa? Đấy, đây là... Ủa em kết hợp với bên HTTK là khỏi vô đó khai à? Tức là tí nữa ấy, lên được tờ khai thuế ở đây rồi thì chút nữa chị lên lập tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 1. Chị sẽ vào HTKK. Chị biết vô đó. Chị tải gì? Thì bây giờ em chỉ cho chị luôn. Đồng ý. Thì nó đã tự động, tí nữa chị nhập tất cả các cái khoản doanh thu, kể cả chứng từ bán hàng cũng vậy. Nó sẽ tự động chạy hết vào cái tờ khai này của chị. Thế và mỗi quý chị chỉ cần lên cái tờ khai này. Thế xong rồi chị vào cái phần kê khai thuế quý 1 đúng không? Chị vào thuế khoán và thuê tài sản này. Chị vào cái mẫu 01 CNKD thông tư 40 này. Đấy, chị chọn tờ khai quý. Được chưa? Tờ khai lần đầu có phụ lục 01-2, chị nhấn đồng ý. Chị khai rồi nhưng mà nó bị sai. Sai. Vậy đừng có đụng với em, chị chỉ gì không, thôi. Không, em có đụng gì đâu. Bây giờ nhá, thì chị sang cái phụ lục 01-2BK này. Chị có thể là tải cái bảng kê lên. Tải cái bảng kê, tức là chị sẽ xuất khẩu cái bảng kê ở phần mềm của em ra. Sau đó chị sẽ xuất khẩu cái bảng kê này ra. Nó sẽ có cái chữ xuất khẩu Excel này, chị nhìn thấy chưa? Chị nhấn vào đây nó xuất khẩu ra. Sau đó thì chị sẽ vào cái HTKK này. Chị nhập khẩu cái bảng kê đấy lên thì nó sẽ tự động chạy lên hết cái bảng kê này theo cái số liệu ở trên phần mềm mà chị vừa mới nhập liệu ra. Được chưa? Đấy là liên quan đến phần kho. Chị có xem YouTube của em cái này. Đúng rồi, đấy cái này thì em cũng có hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Đấy, thì chị nhập ví dụ xong rồi bây giờ đấy là đối với cái hóa đơn đầu vào thì tất nhiên là mình phải nhập hết tất cả các cái nghiệp vụ xong mình mới kê khai rồi. Em ví dụ minh họa để chị hiểu được cái cách chạy sổ thôi. Ví dụ như ở đây vừa rồi là mình chi thì chị có thể vào cái sổ quỹ tiền mặt. Thì chị thấy này, cái mua hàng theo hóa đơn 001 là số tiền là 342.000, nó cũng đã tự động nó chạy lên cái sổ. Nó tự ra phía chi. Nó chạy ra cái sổ quỹ luôn cho chị. Chị nhìn thấy chưa? Đấy, tức là phần mềm này đã được đặt sẵn các công thức rồi. Chỉ chờ chị nhập liệu thôi là nó sẽ tự động chạy ra các cái sổ cho chị. Chị không cần phải làm gì nữa. Chị hiểu chưa? Đây, ví dụ chị muốn xem sổ chi tiết vật tư này. Thì chị chọn cái mã là LKP-D. Là nó sẽ ra là đơn giá 297.000 đây này. Chị nhìn thấy chưa? Nó lên số lượng luôn. Tức là nó đã lập trình công thức sẵn rồi. Chị chỉ cần nhập liệu vào đây. Mà nhập liệu ở đây thì chị chỉ quan tâm đến cho em là cái phần chứng từ mua hàng và chứng từ bán hàng. Đây là chứng từ bán hàng. Chứng từ mua hàng và chứng từ bán hàng. Được chưa? Chị
chứng từ bán hàng. Đây, xong chứng từ mua hàng rồi nhá, bây giờ đến chứng từ bán hàng. Thì chị vào chứng từ bán hàng đây. Tương tự như chứng từ mua hàng thì ở đây cái nhà cung cấp của chị là nhà cung cấp nào. Thì chị điền cái mã nhà cung cấp đó. Sau đó thì chị sẽ điền cái ngày tháng vào đây cho em, được chưa? Thế còn cái hóa đơn, chị bán hàng theo số hóa đơn số bao nhiêu thì chị cũng điền cái số hóa đơn đấy vào. Em chẳng hạn nó là cái số 25 chẳng hạn. Thì tự nhiên ở đây nó sẽ chạy ra cái diễn giải là bán hàng theo số 25. Xuống cái hàng tiền này, chị chỉ cần chọn vật tư thôi. Chọn vật tư thì chọn đến cái đúng cái mã mà chị, đây, chị chọn, ví dụ em chọn cái mã trống, được chưa? Số lượng, cái bán hàng này chị chú ý cho em nhá, nó hơi khác một chút này. Bán hàng thì chị chọn vật tư xong, em ví dụ số lượng là 15, thành tiền ở đây là thành tiền bán ra. Dù thành tiền bán ra của chị là 750.000 đi. Cái này không có thuế đúng không? Không có thuế. Chị ta đâu có thuế đâu. Cái này là trực tiếp mà. Cái này của chị là trực tiếp. Với chứng từ bán hàng chị chọn vật tư xong, nhưng mà chị phải chú ý cái tài khoản doanh thu. Bởi vì đối với hộ kinh doanh nó chỉ có 4 loại doanh thu tính thuế. Là doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tức là đối với hộ kinh doanh nó có 4 nhóm hàng. 4 nhóm hàng. Và mỗi cái loại nhóm hàng nó sẽ chịu thuế suất khác nhau. À, chị biết rồi, cái này là doanh nếu mà của hàng. Chị là doanh thu bán hàng hóa thì chị chọn là 5111 thì nó sẽ mặc định là nó hiểu là thuế suất là thuế suất sau này là thuế suất của chị là 1%. Đây em ví dụ em tắt cái này đi. Chị xem này, cái sổ của mình là ngoài cái sổ còn có cái sổ doanh thu nữa. Sổ doanh thu, cái sổ này rất quan trọng bởi vì kê khai thuế của hộ kinh doanh. Thì ở đây em có chi tiết ra để cho chị hiểu, nếu mà bên chị thuộc ngành hàng phân phối cung cấp hàng hóa thì ký hiệu là 5111. Còn nếu mà bên chị là doanh thu dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu thì cái tài khoản doanh thu chị sẽ điền là 5112. Đấy, sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu là 5113. Thì đấy, thì em ví dụ là như vậy. Tức là ở đây em đã chi tiết ra từng loại thì mình sẽ phải hạch toán trên chứng từ bán hàng doanh thu tương ứng với tài khoản chi tiết như thế này. Được chưa? Và sau khi chị điền như thế, đây, ở cái tờ khai thuế chính này. Cái tờ khai thuế chính khi mà chị đã hạch toán đúng vào cái tài khoản 5111 ấy, thì nó sẽ chạy lên cái doanh thu ở đây và nó sẽ tính thuế giá trị gia tăng của cái ngành hàng này là 1% và thuế thu nhập cá nhân của chị của cái ngành thu phân phối cung cấp hàng hóa là 0,5%. Cái tài khoản doanh thu chị chú ý chị phải điền chuẩn thì nó mới lên đúng và nó tính thuế đúng được. Chứ ví dụ mà cung cấp hàng hóa mà chị lại hạch toán là 5112 thì nó lại tính luôn 5% thì chị thiệt. Đúng không? Là toi luôn. Nên là nếu thuộc ngành hàng nào thì phải chọn cái tài khoản doanh thu tương ứng. Ví dụ thuộc ngành cung cấp hàng hóa thì phải là 5111. Thuộc dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu thì doanh thu phải điền là 5112. Đấy, ở đây nó sẽ có thuế suất để nó tính ra tiền thuế đây này, để chị kê khai thuế này. Và nghĩa vụ nộp thuế của chị nó phụ thuộc vào cái tài khoản doanh thu của chị. Được chưa? Tiếp theo nha, sau khi mà chị đã điền, đây quay trở lại cái chứng từ bán hàng. Quay trở lại cái chứng từ bán hàng ở đây là 750.000. Khoan, để chị nhìn lại nha. Chị là vô đây chỉ từ nhà cung cấp. Đây, chọn lại nhà cung cấp. Đúng rồi. Chọn nhà cung cấp là cái người. Xong rồi mình, quên nhầm. Chứng từ bán hàng thì cái đối tượng ở đây là khách hàng của mình. Thì chị phải chọn là 131. Em ví dụ là khách hàng 001 chẳng hạn. Được chưa? Thế còn số hóa đơn ở đây thì em điền, nó cũng vẫn phải có tác hóa đơn. Chị điền là số hóa đơn ở đây là em ví dụ là số 25. Được chưa? Đấy, thế sau nếu mà chị bán hàng mà chị thu tiền ngay ấy thì chị tích vào thu tiền ngay cho em. Và nếu cái mà... diễn giải là nó tự nhảy ra hả? Diễn giải nó tự nhảy, chị khỏi phải gõ lại làm gì. Mất thời gian. Vâng. Nếu mà thu tiền mặt thì chị tích vào thu tiền ngay cho em. Còn chưa thu tiền thì chị bỏ tích đi nhá. Thế còn dưới này đây thì cái chỗ này khi mà chị phải chọn đúng cái tài khoản doanh thu cho em. Ở đây em cũng ghi chi tiết rồi. 5111, 1213 đúng cái tên rồi thì chị cứ chọn đúng cho em. Được chưa? Rồi, chị biết rồi. Đây, thế sau khi mà nhập xong thì em sẽ nhấn vào OK này. Giả sử cái hóa chứng từ này của chị có một mặt hàng thôi. Em lưu lại cho chị xem nhá. Sau khi chị nhập xong thì chị vào cái tờ khai thuế. Ở đây chị chọn là quý 1. Được chưa? Kỳ này là quý 1. Sau khi chị nhập xong thì nó sẽ tự động chạy lên doanh thu vào đây. Doanh thu tự động nó sẽ chạy lên đây và nó sẽ tính ra cái tiền thuế cho chị. Được chưa? Thì cái mẫu này nó cũng đúng y hệt như cái mẫu tờ khai mà chị sẽ phải nộp cho hộ kinh doanh của chị. Có điều là bây giờ chị sẽ không nộp, tức là bây giờ chị sẽ vào HTKK hỗ trợ kê khai.
Đây. Chị vào lại cái tờ khai thuế khoán. Cũng không ngủ. Thì trên này chị sẽ khai báo thông tin hộ kinh doanh của chị. Còn dưới này thì chị sẽ lấy số liệu trên phần mềm chị điền thẳng vào. Được chưa? Đây là chị đã điền rồi đúng không? Còn ở trên phần mềm là chị chưa nhập hết. Chứ nếu mà chị mà cứ nhập hết số liệu ấy, thì tờ khai thuế này ở cái phần doanh thu nó sẽ lên hết cho chị. Và nó chị sẽ dựa vào đấy để chị điền vào đây. Thì chị copy cái phần bên phần mềm của Mộc Lan qua bên đúng rồi. Đúng rồi, chị lấy số liệu chị còn đâu cái phụ lục 0.1-2 cái bảng kê này thì chị tải cái mẫu bảng kê ở trên phần mềm ra, phần mềm kết xuất cái bảng kê đấy ra, xong rồi chị tải nó lên là được. Em có video hướng dẫn cụ thể cái phần này thì nhưng mà biết sao cái tải lên á em, với cái phần mà số lẻ lẻ này nè, giống như nó chia ra đó, nó lẻ có 72 á, thì chị thấy như nó không cho đúng. Tải lên được. Chính xác. TTK. Nhưng mà em sẽ thì có cách để cho chị đẩy lên được chứ. Khi nào chị đẩy em hướng dẫn nhé. Ok, thế thì bây giờ như thế, tức là chị hiểu qua nôm na cái quy trình của... Được rồi. Đúng nhỉ? Phải bỏ cái đó hả? Không, cái này hình như chị copy cái gì ấy, nó dính vào, nó dính exit link đi này. À không, cái này là cái người giới thiệu chị bên em á. À. Cái nó cũng xài bên em á, nó giới thiệu chị. Thế này cái này là cái... Tại vì em thấy exit link, à, chắc họ kết xuất sổ ra cho chị xem hả? Cho xem, nói bên đó đó, bởi chị mới biết bên em. À, vâng. Thế thì bây giờ nha, bây giờ như thế này này, chị hiểu nôm na được cái phần mềm này nó... Thực ra này nó cũng rẻ mà, có 1 triệu chị mua một lần dùng trọn đời, dùng cho nhiều hộ kinh doanh, xong rồi còn được hỗ trợ như thế này thì mỗi chị sướng quá. Tóm lại là khi mà sử dụng cái phần mềm này ấy, thì chị chỉ cần quan tâm đến cái phần nào. Nôm na là... Bây giờ chị chỉ cần quan tâm nếu mà khai báo danh mục đầu kỳ thì chị chỉ vào danh mục vật tư này để điền đầu kỳ. Danh mục khách hàng nhà cung cấp này để tạo mã khách hàng đầu kỳ. Được chưa? Còn nhập trong kỳ thì chị vào chứng từ mua hàng. Thương mại đấy. Thương mại thì vào chứng từ mua hàng. Đấy. Còn bán ra thì vào chứng từ bán hàng. Được chưa? Sao sao cái hai nó giống hai cái này với em? Hồi nãy chị ngồi chị xem. Hai đó giống hai cái nhập kho với xuất kho vậy. Cái phiếu nhập kho, phiếu xuất kho này á? Ừ. Chị thấy lên nó giống. Cái này nó dùng này. Dùng cho sản xuất. Ví dụ chị nhập kho thành phẩm. Hai cái đó không có nhập hả? Hai đó không dùng đúng không? Không, thương mại thì không quan tâm. Cái chứng từ mua hàng, chứng từ bán hàng. Tại vì nếu là thương mại thì chị chỉ quan tâm đến chứng từ mua hàng và chứng từ bán hàng thôi. Còn phiếu nhập kho, phiếu xuất kho này nó dùng để tính giá thành ở cái công ty sản xuất. Đấy, bởi vì chị nhập vào là nguyên vật liệu nhưng bán ra là bán thành phẩm. Và cái phụ lục thì nó lại vẫn, cái phụ lục ở trên cái tờ khai này thì nó lại vẫn có phụ lục tồn kho. Thì trong cái tồn kho này nó sẽ bao gồm kiểm kê cả nguyên vật liệu lẫn thành phẩm. Nên là đối với hộ kinh doanh vẫn phải tính giá thành thành phẩm để có số lượng và giá trị xuất ra điền ở trên cái phụ lục 01-2. Được chưa? Thì chị thương mại chị không quan tâm. Tóm lại là chị chỉ cần quan tâm đến mấy cái phần nhập liệu, chứng từ mua hàng, chứng từ bán hàng. Còn đâu các cái sổ sách ở đây và các cái báo cáo nó tự chạy ra. In ấn, ví dụ nhá, em ví dụ như chị là phiếu xuất là 001 chẳng hạn, thì chị nhập vào là nó tự động chạy ra đây rồi. Chị nhìn thấy chưa? Còn in nhiều cái thì sao? Hôm bữa đây phiếu nhập đây, chị muốn in nhiều phiếu đúng không? Phiếu nhập lúc nãy mình nhập hai cái đây, 342.000 đây. Chị muốn in phiếu thì chị nhấn vào in phiếu. Đối với phần in ấn hàng loạt thì chị sẽ vào cái phần tham chiếu này thì chị sẽ chọn vào cái ô phiếu nhập này, tích chọn vào cái ô phiếu nhập này. Mã chứng từ ở đây thì chị điền là, ví dụ chị in là phiếu nhập thì mã chứng từ chị điền cho em là phiếu nhập. Chị in phiếu thu thì mã chứng từ điền là phiếu thu. Được chưa? Và chị muốn in từ số bao nhiêu? Ví dụ chị in từ số 0001, in đến số là chị đến số 100 hay 200 hay gì gì đó thì chị chọn. Nhưng mà mới đầu in thử thì cứ in 5-10 phiếu trước hả? Cái tham chiếu là mình phải bấm cho đó hả? Tham chiếu là chị phải đặt chuột vào đây. Tham chiếu chị đặt chuột vào đây xong là chị bắt đầu chị lại nhấn chuột vào đây để nó tham chiếu đến cái ô in phiếu nhập Y2 này. Còn in đến số bao nhiêu? Ví dụ chị in thử 10 số trước. Chị in thử 10 số trước thì chị chọn từ số 1 đến số 10 xong chị nhấn vào, cắm máy in vào xong chị nhấn vào chữ in là nó in hàng loạt phiếu nhập cho chị. Tương tự là với phiếu thu, phiếu chi cũng tương tự như vậy. Được chưa chị? Rồi. Nhìn thấy chưa? Cũng vào in phiếu này này, xong rồi chọn tham chiếu. Mã chứng từ ở đây là phiếu chi, in từ số bao nhiêu đến số bao nhiêu. Ok nhá, chị đã hiểu qua về cái phần mềm này chưa? Nó đơn giản vậy thôi.
nhá. Rồi cho chị hỏi có mấy cái chị à, hỏi cái này. Bây giờ em tắt cái này đi cho chị vào file, vào option. Chị muốn nhập nhanh thì chị vào formula, chị tắt cái tính năng tính toán của phần mềm đi. Đó, thế xong là chị nhập các cái chứng từ, chị nhập hết đầu vào đầu ra cho em, nhập hết xong đi. Xong rồi chị vào lại file, chị vào option, chị vào formula và chị nhấn vào automatic này để nó tự chạy lại cái chức năng tính toán, để nó chạy ra số liệu và lên tờ khai thuế cho chị. Được chưa? Rồi, rồi cho chị hỏi. Cái giống như chứng từ ngân hàng, khách hàng chuyển khoản vào tài khoản thì sao? Thì chị vào ngân hàng, ví dụ liên quan đến thu tiền gửi ngân hàng, chị vào thu tiền gửi ngân hàng, chị thu của ai thì chị chọn đối tượng người đấy. Là coi như ví dụ mà cái sổ phụ ra mà là chị thu tiền của ai là đúng. Chị ghi là đúng. Thu tiền gửi. Chính xác. Thế còn ở dưới này. Chi là mình rút tiền ra hả? Đúng rồi, chi tiền gửi là mình chi tiền ra. Còn ở dưới này chị thêm mới, chị diễn giải ra, ví dụ là thu tiền bán hàng chẳng hạn. Thu tiền bán hàng thì chị thu bằng tiền gửi thì tài khoản nợ là 112. Đây ở đây của em đã mặc định như này thì chị chọn cái tài khoản. Ở đây là trong trường hợp công ty chị hộ kinh doanh chị có nhiều ngân hàng. Còn nếu mà có một ngân hàng thì chị cứ chọn cho em một cái tài khoản nào đấy quy định, ví dụ cố định là 112, 111. Bây giờ cố định một tài khoản cho chị là vô đâu? Đây thì chị cứ chọn. Thôi chị cứ chọn mặc định cho em là 112, 111 cho chị cho em nhá. Còn có ở đây. Có ở đây thì chị nhớ giúp em nếu thu tiền bán hàng ra, nếu mà thu tiền bán hàng thì chị có 131 cho em. Mã của 131. Khách hàng của mình ấy thì là 131, còn nhà cung cấp thì là 331. Nhá. Đấy, xong rồi chị điền số tiền vào. Ví dụ thu bao nhiêu tiền thì chị điền vào 50 triệu chẳng hạn. Đấy. 111211 là gì? Là tiền gửi ngân hàng. Là mình thu được bằng tiền gửi ngân hàng đây. Là coi như chị rút ra phải không? Không, đây là người ta chuyển tiền cho chị. Đây là phiếu thu tiền gửi mà. Phiếu thu tiền gửi thì ở đây mặc định là chị thu được tiền gửi ngân hàng. Được chưa? Thì ở đây em đã gợi ý cho chị các cái tài khoản tiền gửi ngân hàng đây rồi. Được chưa? Thế còn mà khách trả cho chị tiền thì chị có 131 cho em. Nhá. Xong rồi chị nhấn lưu. Đấy, xong rồi sau đấy thì chị nhấn lưu lại. Chị thấy nó lưu nhanh không? Ấn phát lưu ngay, nó không quay như lúc nãy nữa, đúng không? Rồi trong cái sổ phụ là chị đóng thuế thì sao? Chị đóng thuế đúng không? Chị chi tiền đúng không? Thì chị vào nhập phiếu chi tiền gửi. Đây tài khoản chi ở đây là chị sẽ tạo một tài khoản ngân hàng của chị chẳng hạn. Chị nhấn vào dấu cộng này, chị tạo số tài khoản, tên ngân hàng, rồi chị nhấn lưu lại nhá. Ví dụ ở đây nếu có rồi thì chị chọn ở đây. Chị chi cho ai? Ví dụ chị chi cho kho bạc nhà nước, chị chưa có thì chị tạo mã là kho bạc nhà nước. Kho bạc nhà nước thì ở đây chị điền không cần điền tài khoản được, bởi vì họ chẳng phải nhà cung cấp, chẳng phải khách hàng. Thì chị chỉ cần điền là kho bạc nhà nước à. Quận mấy? Chị Tân Phú. Đấy, em ví dụ là như vậy, em lưu vào. Đấy, xong lý do chi ở đây em ghi là chi nộp thuế, giá trị gia tăng, quý 1 năm 2022. Đấy, ngày ở đây ví dụ là ngày 30, 31, em ví dụ đi, tháng 3 cho nó vào quý 1 đi. Chị chi ngày nào thì chị phải nhìn trên sao kê ngân hàng để chị nhập, được chưa? Chi tiền xong, đây là các phần thông tin ban đầu này, xuống dưới này chị phải nhấn vào chữ thêm mới. Xong chị điền vào đây thuế nhá, thuế thì nó sẽ là 333. Ví dụ chị chi nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra thì chị điền cho em là 33311. Chị nhớ cho em, chị có thể ghi vào vở để sau này, bởi vì nó chỉ có mấy nghiệp vụ là chị hay làm thôi. Chi nộp thuế là nợ 33311. Chi nộp thuế hả? Vâng. Tất cả loại thuế hả? Thuế giá trị gia tăng. Chi nộp thuế giá trị gia tăng là 33311. Được chưa? 33311. Rồi. Có tài khoản ở đây là có tiền gửi ngân hàng thì chị chọn là 11211. Được chưa? Số tiền em ví dụ ở đây chị kê khai thuế ở đây là chị nộp tiền thuế là 8260265. 8260265. Được chưa? Nhấn OK. Đây là xong chi nộp thuế giá trị gia tăng. Tiếp theo lại thêm mới nữa. Chị chi nộp thuế thu nhập cá nhân chẳng hạn. Đấy, chi nộp thuế thu nhập cá nhân thì ở đây là 3335. Nhá. Chị nhớ cho em. Ở dưới đó nó có hết rồi phải không? Chị ghi vào cho em chi nộp thuế thu nhập cá nhân là nợ 3335. Bởi vì kỳ nào chị cũng phải nộp rồi nên kỳ nào chị cũng sẽ phải hạch toán. Ghi là nợ ta sao gọi là nợ, nợ là đóng tiền đó đúng không? Đúng rồi. Thì chị cứ ghi, chị cứ mặc định cho em,
chị cứ mặc định ở cái ô nợ là hạch toán là 33 năm, chị cũng không cần hiểu kỹ đâu nhá. Nợ 33 năm và có tiền gửi ngân hàng, số tiền ví dụ ở đây của chị là bao nhiêu, thuế thu nhập cá nhân là 3714702 đấy, xong chị nhấn ok được chưa. Xong rồi thì chị nhấn lưu cho em đấy, nó lưu phát một, chị nhìn thấy chưa, lưu rất nhanh. Chị muốn xóa mấy cái này là tí thì nhầm lại từ đầu, là chị cứ vô đây chị xóa. Xóa, chị vào đây chị xóa. Nhưng mà chị chỉ xóa những cái ô nào màu trắng thôi, còn ô nào có công thức chị đừng xóa. Bởi vì khi chị đã xóa ở đây là tự khắc ở đây nó sẽ mất. Chị hiểu chưa? Đấy, chị xóa thì chị vào đây xóa trực tiếp. Ví dụ bây giờ chị muốn nó chạy ra sổ, chị muốn nó chạy ra các cái sổ. Đây em sẽ bật lại cái tính năng tính toán để nó chạy ra cho chị xem cái sổ, sổ thuế. Đây bây giờ chị sẽ vào cái sổ nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Chị nhìn thấy này, nghĩa vụ ngân sách nhà nước của chị này, số thuế đã nộp trong kỳ giá trị gia tăng là 8.260.000 này. Chị nhìn thấy chưa, nó đã tự chạy vào các cái sổ tương ứng của chị đây rồi. Đây là thuế thu nhập cá nhân là 3.714.000 này. Đây này, thuế thu nhập cá nhân của chị đây này, thuế giá trị gia tăng đây này. Chị nộp cái thuế, tức là sao, tức là đây, các cái tài khoản ký hiệu của thuế đây. Đây, nếu mà chị không nhớ chị vào đây chị nhìn xem là thuế nào thì chị điền cái tài khoản tương ứng cho em. Được chưa? Số theo dõi ngân sách nhà nước. Thế thôi, tức là chị hiểu đơn giản là chị chỉ cần nhập liệu cho em thì các cái sổ sách khác nó đã tự động chạy ra cho chị và chạy lên tờ khai rồi. Được chưa nào? Rồi cái phiếu thu tiền mặt, phiếu chi tiền mặt này là nhập khi nào? Ví dụ như là chị thu bằng cái gì bằng tiền mặt thì chị nhập bán hàng không. Ví dụ như là người ta trả nợ bằng tiền mặt này, hoặc là gì nhỉ, thu tiền mặt á. Thu tiền mặt, ví dụ thu tiền mặt thì thường thường bán hàng xong rồi em nói ghi trên cái kia là thu. À, trên cái kia thì được rồi, tức là thu tiền mặt, phiếu thu này trong trường hợp những cái công ty dịch vụ họ không có xuất kho ấy, bán hàng không có kèm phiếu xuất kho mà họ chỉ ví dụ bán dịch vụ thôi mà hóa đơn dưới 20 triệu họ thu bằng tiền mặt. Đấy thì họ có thể vào đây họ nhập. Nhưng mà chị là bán hàng thương mại mà thu bằng tiền thì chị không thể vào phiếu thu được. Vì trên cái phiếu thu này nó không thể hiện cái phiếu xuất kho của chị. Thì chị không thể là bán hàng, chị không thể vào thu tiền mặt thì chị vào. Hãy chị hỏi em là ví dụ mà tiền trong ngân hàng á, chị muốn rút ra về nhập quỹ hoặc chị xài tại hộ thu nhập, hộ kinh doanh mà, thì chị phải vô đâu? Tiền gửi ngân hàng chị rút ra thì chị có thể vào ngân hàng, chị vào phiếu chi ngân hàng. Thì ở đây thêm mới ở đây thì là nợ ở đây là 111, chị thu bằng tiền mặt và có ở đây là tiền gửi ngân hàng và chị điền số tiền vào cho em. Được chưa? Rồi xong về cái sổ quỹ mình có ghi thu vào sổ quỹ không? Không, chị chỉ nhập một lần ở đây thôi. À, là tự động mới vô vào sổ quỹ, là hôm đó là tiền vào quỹ hả? Đúng rồi. À. Tức là chị chỉ cần nhập, nếu mà chị đã nhập ủy nhiệm chi rồi thì chị không phải làm phiếu thu chị nhập nữa, bởi vì chị nhập như thế nó sẽ thành hai lần. Nên là nếu mà liên quan đến thu tiền ở đây, cái phiếu thu tiền mặt ví dụ là thu lại tiền tạm ứng, thu cái gì mà không có kho ấy thì chị vào đây thu. Được chưa? Còn nếu mà bán hàng mà bán hàng thương mại mà thu bằng tiền mặt luôn thì ở trên này nó đã có chữ tích thu tiền ngay rồi. Chị hiểu chưa? Thế còn phiếu chi tiền mặt này thì nó dễ. Chị chi lương bằng tiền mặt thì chị vào lập phiếu chi này. Được chưa? Bảng lương chị làm ngoài được không hay là phải làm? Bảng lương chị làm ngoài cũng được. Quan trọng là chị có số liệu để chị hạch toán vào phần mềm. Chi lương thì chị vào phiếu chi này, chị lập phiếu chi. Phiếu chi đúng rồi. Đúng rồi. Chị vào chi lương này, chi lương cho ai thì chị chọn người đấy, còn ở dưới này thì chị sẽ định khoản lương, thì cái tài khoản lương là nó là 334. Chị chỉ cần nhớ cho em mấy tài khoản đấy thôi. Chị chỉ cần nhớ thuế này. Nhiều quá không nhớ nổi luôn. Có thể học cái đó lại ông chị ghi vào. Chị ghi không kịp luôn á. Em sẽ quay video lại để em cho chị xem lại, và trong quá trình chị làm mà có phần nào mà chị quên thì chị nhắn bên em sẽ hỗ trợ thêm qua Uncha. À chị, em có quay lại hả? Có quay lại. Cảm ơn em, đúng rồi, chứ nãy giờ nhanh quá thì... Em quay video mà. Xong rồi em sẽ theo chị đang tìm cái máy quay để quay không. cho chị hỏi cái này nè. Cái số tổng hợp tồn kho là sao, chị đánh số thứ tự nó không được đây nè. À, cái này trắng. Đây thì chị đợi em một chút. Cái số tổng hợp tồn kho này thì nó đang lọc. Số nó đang lọc thì chị không thể đánh được. Chị muốn đánh được số thứ tự thì chị phải bỏ lọc ở đây đi. Được chưa? Xong rồi chị vào đây chị đánh lại cho em. À, bỏ cái lọc đi, em bỏ lọc ở đầu. Lớn tuổi em. Lớn tuổi à. Thực ra ấy, chị mua cái phần mềm, chị mua cái phần mềm này của em ấy là bọn em còn có nghiệp vụ kế toán em dạy chị nhá.
Chứ còn nếu mà chị mua ở các bên khác, hiện tại phần mềm nó chưa tối ưu đâu, mà họ không hỗ trợ tốt cho chị về cái phần kỹ năng xử lý thuế hay là kê khai đâu nhá. Rồi. Hoặc là những cái kiến thức được, có gì này. Chị giới thiệu. À, ok chị, có ai mua chị giới thiệu nhá. Tôi kinh doanh chị giới thiệu cho. Ok, cảm ơn chị. Bây giờ cái phần xử lý đây này, cái phần xử lý đây này chị lọc vào đây này, được chưa? Đấy, chị bỏ lọc ra thì chị mới đánh số được, mà thôi em đánh cho chị một lần rồi thì sau thì thôi nó cứ tự thế nó đánh. Phần mềm này bên em vẫn cứ nâng cấp đến khi nào tối ưu thì thôi, thì khách hàng đã mua từ trước đấy vẫn được cập nhật miễn phí chứ không mất tiền. Nhá. Rồi, okay. Cảm ơn em nhiều, có rồi. Gì có ai thêm nhá. Dạ.